không nhìn bà nhà bà khác gì cái thùng lũng đâu, tôi nói thiệt á. Im đi, trời ơi, còn nói vậy nữa thì tức chết luôn nè. Tất cả là tại cho mấy đứa mà mi bắt cho mấy bạn đó là đốt nhà. Cả lũ sinh tố pha ke với ai nữa. Tức quá mấy đứa bạn kia này. Mình mà có cơ hội mình sẽ báo tù cho bằng được. Nghĩ sao cái nhà của tôi đẹp vậy nè, mà giờ nó làm coi kìa tan hoang luôn rồi. Chành này, tại ra đâu cái gì? Tôi có liên quan rồi, chắc nhà tôi còn á, chắc nhà tôi còn. Ừ, nhà ông cũng bể chứ mà bể đâu có bằng nhà tôi đâu, nhà tôi bể không còn cái gì luôn kìa. Trời ơi, nhà tôi còn cái gì? Nhà còn được cái chỗ sao à? Thôi đi đi. Thôi qua nhà kia đi, qua làng heo đi. Ừ, đúng rồi các bạn, bây giờ mình sẽ di cư qua làng heo. Còn cái gì để đem đi được không? Ấy còn cái giường kìa. À, cái giường kỳ lắm Jimmy à. Giường này nằm được không? Đâu nằm. Oh no. Giường này nằm sao? Để coi được không? Được nè. Được một quyến không vậy hả? Ừ, đi. Ok, quá là phê. Đẹp cho, lấy cho. Rồi. Đi thôi, nhanh lên. Ủa, vô đi rồi. Lưng nè. Đâu, trời ơi, sao lưng lưỡi đâu? Ơ, vô đây. Sao? Vô. Nhưng mà ngày hôm nay mình chán quá. Mình kiếm cái gì đi. Qua bển sẵn mình kiếm cái gì mình quậy luôn cho vui. Kiếm gì quậy à? Tôi không biết có gì để quậy nữa ông ơi. Trời ơi, bà là chúa quậy mà. Bà không biết, ai biết. Nhưng mà giờ mình có kế hoạch gì để cho nó mới ra. Tôi nghĩ nè, bây giờ tôi không suy nghĩ được cái quần gì hết nè. Ở đây nhiều lúa quá. Thầy lấy một ít vàng mới được. Ê, không có ai đây hết. Được rồi. Ê, lúa này. Trộm cái tôi chứ à. Tôi chỉ là đi ngang cái thôi. Cái gì cầm cái cánh gì đây? Bắt bướm à. Cầm đâu mà cầm, tôi có cầm cái cánh nào đâu. À, tôi mới thấy. Cung gì vậy? Cung gì đẹp vậy? Mới thấy bạn trộm lúa ở đây nha. Tôi thấy bạn. Đúng rồi. Nhưng mà là thiên thần đúng không? Ủa không phải thiên thần các bạn. Nhưng mà ơi, nhìn thiên thần nào mặt ngu vậy? Cái này tên là cu biết nữa. Cu biết là thần tình yêu. Hỏi nó thử phải không? Bạn có phải là thần tình yêu không? Đúng rồi, tôi là người hay đi gieo duyên chắc thứ cho các cặp đôi này, nên là tôi không phải là ăn trộm nha. Tôi nhưng mà bạn ơi, lúa đây rồi, tôi đã thấy rồi, vậy là bạn là ăn đúng trộm. Đúng rồi, đò đây, trả tiền trả lúa đây. Ê, lúa này bây giờ người ta trồng là tốn công lắm á. Ừ, tốn công lắm, không có trồng lại được. Ờ, thiên thần mà đi ăn trộm trời. Trời ơi, thiên thần trộm. Tôi đi làm nhiệm vụ, tôi vô tình đi ngang qua đây xong mà kêu tôi ăn trộm sao tôi không biết gì hết nha. Tôi đi tôi làm thấy rồi đây. Tôi thấy rồi đây, tôi quay lại rồi nè, tôi quay lại rồi. Tóp tóp nè, tóp 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 nè, bóp tóp tóp nè, thiên thần ăn trộm đồ nè. Không nha, được rồi, bây giờ hai người uống sao? Tôi quay lại rồi. Bỏ cái điện thoại xuống. Tôi mượn cung to này một ngày đi. Ấy, cái này là chỉ có thần cu biết mới được cầm thôi, mấy người là người thường. Rồi vậy à, thần cu biết mới được cầm nhưng mà thần cu biết đi ăn chợ mà. Thì lấy lúa nè bà con ơi. Bà con ơi, lúa nè, đẹp mặt lắm nè, đẹp mặt lắm nè. Không có, được rồi, đó mấy người cầm đi, đó cái điện thoại ngay, cất đây, đưa cho tôi. Rồi cho tôi xin hai mũi tên nữa bạn ơi. Bạn đưa không cho mũi tôi tên. Bắn được. Nè, đó được rồi, mấy người đừng có mà quậy phá lung tung nha, cái này rất là quan trọng á. Chấp trên là tôi đưa cái này cho dân thường, tôi bị cách chức thằng Covid luôn á. Ừ, biết rồi. Mình hẹn gặp nhau lại nghe có gì tao nha. Ngày mai tôi sẽ đưa lại cho. Ngày mai đúng chỗ này đến trả lại cho tôi á. Bé ơi. À. Mày ơi, nhìn cái thằng thần cu bích này, nó mà bị cắt chức chắc nó sẽ trở thành thần kinh á. Thần kinh á. Nó gọi nó điên quá. Ơi, nhưng mà còn có cái này rồi, bà đang định làm gì? Tôi có kế hoạch rồi, tôi sẽ qua bên lệ ông coi thám hình tình hình, sau đó tôi cho ai đó yêu nhau. Kinh gì à? OTP của ai sẽ thành hiện thực đây ta? Đi. Cuối cùng thì cũng qua tới rồi nha. Cuối cùng cũng qua tới rồi Gummy ơi. Ừ, đi. Ô, nhà đây. Trời ơi á. Thì ha đét mấy thằng này nó xây nhà lâu thiệt chứ ha. Giống như lần trước của thằng bản năng áo nó cũng lâu lắm nó mới xây á. Ừ, lâu thiệt sự luôn á. Trời ơi. Trời bên này coi cái nhà của Nghi ha lửa rồi, bây giờ cháy rồi. FIFA là đá banh rồi. Ủa vậy hả? FIFA. Nhưng mà bật chế độ lửa không bị cháy rồi kìa. Đồ ghê dữ trời. Đúng rồi, phải bật chế độ này thì thằng Hi Ha lửa nó mới xây được nhà đúng không? À, không ơi cháy nhà nó lần nữa đó. Ôi thôi. Hàng bên bển trông quen quá ta. Ủa có ai đứng bển vậy ta? Thôi mà thôi, bây giờ mình ở đây mình đập phanh nát cái đi xong mình qua bển mình ghẹo nó chơi Jimmy ơi. Đi. Ừ, nguyên một mèo luôn, cu te phô mai que. Ừ, ở dưới bạn Thanh Hằng là có bạn quên tên rồi. Dễ Jimmy bản năng đã hành trình đi tìm Hi Ha. Bạn quên tên rồi.
đồ đẹp nha, đẹp nha. Cũng được đó. Ô, có bạn mà tôi là Giang Nguyễn, dạ, quen quá. Bạn Giang Nguyễn này quen quá. Bạn Giang Nguyễn này vẽ mấy cái nhiều cho tôi nhiều lắm á. Ủa, còn những cái bức của bạn Giang Nguyễn vậy đẹp đời luôn á. Giờ cái bản Jimmy bản năng hết áo cầm cái dù kìa. Ừ, đẹp thiệt. Thế cái này vui nè. Tường Vi Phan Ngọc vẽ xấu lắm, mọi người thông cảm. Nhìn thú vị ha. Bên đây là trà sữa đó nè. Nightmare tên cậu là gì ta hả? Biến đi Nightmare, biến đi Nightmare, một cái tên thật là kỳ quặc. Người ta tên là biến đi, đặt thằng hóa kêu là biến đi mà nó tưởng thằng hóa tên là biến đi. Này đúng là khùng thiệt rồi. OTB kìa Jimmy. Đâu bốn chiếc thuyền ngoài khơi. Trời ơi, OTB gì vậy đây ta? Galaxy với cái gì vậy? Galaxy với bại hoại rồi. Ủa cái này ai vậy? Ia Glit hả? Ừ đúng rồi, Ia Glit với bản năng hát thám. Rồi còn ở dưới là H1404 gì? Ừ đúng rồi, H1404 gì đó. H1404 mà nội. Ừ, H1404. Đọc cái gì? H1H4. Rồi bên đây là bộ đôi phi phi. Bộ đôi phi phi. Lửa nhỏi. Lửa gắn gỏi, lửa chùa. Lửa miễn phí. Ồ, bên đây nè, mặt trời đỏ, y ha, lửa, đó. Y ha, đi. Đây nè, cũng là ba đứa Free Fire. Đó, Free Fire cùng nóng các bạn à. Còn bên đây là Jimmy Tao Hóa và Hi Ha Tao Hóa. Chưa tao màu. Ủa sao có thằng nào đang xì lì bên kia vậy? Ừ, cũng biết là thằng đó chắc là Nightmare quá. À, Nightmare, ừ. Chứ còn ai nữa? Nó chứ ai nữa. Ôi mấy cục đen đen đó chỉ có nó rồi. Chỗ đây là gì? Hi Ha Glit mèo. Đúng rồi. Mèo 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 mèo. Trời ơi, ghê quá. Cái này mà cái gì? Nhìn lại coi, mới đọc gì? Hi Ha Glit. Hi Ha Glit nè. Hi Ha Glit nè. U bên đây, u đồ vẽ bút chì mà đẹp kìa. Đâu đâu, nhìn trời cũng đẹp ơi. Mà nhìn đẹp theo một kiểu khác. Đúng rồi đó. Ở dưới là ai đây? Đâm võ mũ. Tôi đó. Dùng võ mũ. Là cái gì mà nói? Bởi vậy đây là cái nơi mà để đăng gửi fanart. Bạn nào có fanart thì gửi lại. Tại đâu? Vừa qua bé nhỏ của Pia và Jimmy nha các bạn nhú. Được rồi, bây giờ cầm cung tình yêu đi đâu bây giờ để bật cái tóc bên coi hôm nay có ai đây? Hi Ha Nightmare. Gia bảy năng ám, Jimmy bảy năng ám. Ô, vậy là có một cặp OTB để cho chúng ta thử cung rồi. À, nhưng mà quay đây đi qua chọc chó cái cơ. Chó con. Yêu ai mình chọc nó coi mấy bạn à. Tất nhiên nhảy cái gì vậy Jimmy ơi? Doraemon, Nobita, Suka, Doremi, cha em, Seiko. Má Seiko thì nghèo, má đen thì giàu. Cậu mày là thằng phá ke của tao. Cậu Jimmy là hết bạn bè. Thằng phá ke bị bắt rồi nha, đập thay mè. Sao hai đứa mày lại tới đây nữa rồi? Tao đang rất là yêu đời nha, tụi mày túc ra. Ôi bị bắt mà yêu đời, lưng. Ừ, bắt mà yêu đời. Hôm nay ai cho mày bộ đồ đó hả nhóc? Yeah, trời, bộ đồ này là nó nhậu chưa fashionista. Tao lấy bộ đồ luôn. Ôi, trả lại. Mày bắt tụi mày công việc công dân. Ở trong này là mày mất quyền công dân rồi mày. Ừ, mày là sao mà kẻ vô cư bất hợp pháp á, biết không? Đúng. Mày có bát bo chưa mày qua đây? Ừ, mày có bát bo chưa? Không cần bát bo, trời ơi, tao cần gì không bát cần bo. Bát bo thì ở đây đi cơ. Mày ăn ngu, là mày ăn ngu. Đi. Mày biết gì không? Mấy thằng mà bạn của mày đi kiếm mày nhiều lắm á. Mày chờ đi, mấy thằng bạn nó sắp qua đây xử tụi mày đó. Không, mà mấy thằng mày bị bắt hết rồi. Mấy bạn mày đánh tụi mày vợ. Thôi bye bye, ở đó vui vẻ nha nhóc ác. Không thể quá à, hù đó ghê được chứ. Nhìn thằng này mắc cười quá Jimmy ơi, mỗi lần chọc nó mắc cười ghê á. Ê được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm OTB thôi. Nhà của OTB đi hướng nào cho nó gần ta? Ủa có một OTB nào đang ở nhà nè. Ủa Mi ơi, tụi nó là ở nhà này. Jimmy bản năng hát ám, lại ở nhà này. Không biết nữa. Kìa sao? Thực hiện. Đúng vậy. Được rồi, nhắm kỹ vô nha, đừng để lệch một cây nào nha. Một người, rồi nói liền người thứ hai. Nơi tình yêu bắt đầu. Đâu. Ôi con mắt của gì à, bản năng hát ám, có cái gì kìa. Jimmy bản năng hát ám, bà là chân ái mệnh đời của tôi. Trong đôi mắt của ông, tôi thấy có tôi ở trong đó, ông thích tôi hả? Đúng rồi, vậy bà có thích tôi không? Bây giờ chúng ta về chung một nhà với nhau nghe. Ừ, trời ơi, cái gì mà nói chuyện xến xúa quá. Được rồi,
Đi theo tôi thôi. Chờ tôi đã, để tôi đi theo ông nè. Thôi hai đứa mình đi đi. Ủa, hello gì Hà, hello Jimmy. Oh, hello Ngan. Tụi tôi đã là một cặp rồi nha. Đi thôi nào bé bì. Adu sao dễ dữ người ta. Trời ơi, cung tình yêu mà ngờ dám ơi. Cung tình yêu có nghĩa là bà chỉ cần bắn vô người này với người kia thôi là hai người đó họ sẽ yêu nhau liền luôn. Thôi đi theo dõi, đi theo dõi đi, coi yêu nhau sao hai người này. Ừ trời ơi, hai người được hay vậy? Ừ, hai bạn nào hát mà yêu nhau ra bạn nào hát gì trời. Bạn nào hát yêu. Lên. Rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Hình như hồi nãy tụi nó nói, ui kìa, nó kìa. Ôi trời ơi, cục vàng của tôi, lên. Trời ơi, cục vàng đâu nữa kìa. Tôi xin lỗi, thôi đừng giận nữa nghe. Từ nay hãy gọi tôi là baby đi. Ok baby ơi, baby à. Ok baby, baby đói không? Về nhà đi, tôi làm đồ ăn cho. Ừ, thấy rồi, đói rồi, đi đi, chúng ta đi thôi. Trời ơi. Trời ơi, ghê quá đi à. Thấy ghê quá à. Một cặp yêu nhau mình kiểu như không quen á, mình đang quen tụi nó cục xúc rồi. Mà nhìn hai đứa này tình yêu. Cục xúc xong rồi tụi nó yêu nhau rồi, mấy bạn lạ. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy tụi nó yêu nhau. Nhìn cũng kỳ kỳ ghê. Ừ, thấy có sai sai ở đâu đó không? Ê, đi Coi giùm em. Đi coi tiếp. Trời ơi, tôi cũng hát mát quá. Không biết hai đứa mà bạn ám sách gơ, sách boy yêu nhau thì trông như nào hen. Đúng rồi đó. Về nhà nó coi, nó nói hồi nãy nó nói là nó làm đồ ăn á. Không biết là nó làm món gì ha. Qua đây coi nè. Qua đây rình được nè. Qua đây rình được luôn. Qua đây rình đẹp lắm nè. Jimmy, bên đây nè. Bên trái, bên phải, phải bên đây nè. Phải hả? À, trong này, Rình được hết luôn. Ở đây cho ăn gì vậy? Hai, nè, ăn đi. Ngon quá à. Biết tại sao ngon như vậy không? Sao vậy baby? Đó là hương vị tình yêu của tôi đó. Mà thôi quên nữa, đi qua nhà H1H4 đi. Chúng ta phải công khai tình cảm của chúng ta chứ. Trời ơi, công khai tình cảm luôn hả? Không biết là định qua nhà H1H4 làm gì nữa. Đi theo. Vô, nhiều chuyện. H1H4 à, gì đây? Tụi bay vẫn nhẫn nhau đi đâu vậy? Hôm nay tôi và bác bì tôi qua đây để nói cho ông biết là tụi tôi đang yêu nhau. Yêu nhau luôn rồi hả? À, đúng rồi, chứ sao gì nữa. Jimmy. Baby của tôi rất là cute, ông không thấy điều đó à? Jimmy, mình đứng ở đây dễ lỗ rồi, đi kiếm chỗ khác. Rồi, tụi mày vô bếp ngồi đi nè. Nhưng mà không có coi được. Lấy cục gỗ. Đặt xuống. Ê. Vậy ông nội. Coi. Nhiều chuyện nè, chỗ tôi nè. Rồi, muốn vậy trình bày đây. Hôm nay tao đến đây là muốn thông báo với mày một điều là từ nay Jimmy bản năng hắc ám sẽ là người yêu của tôi. Đúng rồi, thì ha, bản năng hắc ám sẽ là người yêu của tôi. Đúng rồi, hai đứa mình yêu nhau hen. Cục vàng. À, tụi mày qua đây bớt cơm chó đây. Được rồi, chị tao ghi vô sổ sách coi như vậy. Từ nay giùm bản năng ám muốn đi đâu thì đi. Tại vì hai tụi bay đó là người yêu với nhau. Tao biết rồi. Ok, cảm ơn mày nhiều. Từ nay mà mày mà đụng vô người yêu của tao thì đừng trách nha. H1H4. Biết rồi mày. Tao sẽ... mà nó sai tao cũng phải xử đó nha. Trời ơi. Chị ơi, bực bội thiệt chứ. Hiểu sao dốt cuộc H1 thằng Hà bản năng ám nó lại yêu được cái con nhỏ đó được. Nhỏ đó hai đứa mà nó u buồn mà nó về một cặp chắc cái nhà này biến thành cái làng gọi là làng u buồn mất. Thôi. Nó đi vô phòng rồi nha ơi. Nó đi vô phòng luôn hả? Ghê đi. Ê, mình vô trọng hỏi nó thử rồi. Hai đứa nó yêu nhau, hai đứa kia yêu nhau rồi. Đúng rồi. Mày thấy như thế nào? Vô. Cái gì nữa đây? Có bạn qua thăm nè bạn ơi. Nữa đừng nói hai tụi bay qua đây rồi nói nhau yêu nhau đó nha. Tao biết rồi, hai viên hai tụi bay là tao biết rồi. Ủa, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa, có nói gì đâu, vậy là sao mày? Định tự nhiên vô chửi nè. Vậy là sao bạn? Người ta chưa biết. Mày không biết gì đâu. Hồi nãy hai đứa bạn đang gì hai Jimmy gì đó. Tụi nó qua tụi nó nói là để từ nay tụi nó yêu nhau. Thấy mà ghê, nổi cả da gà da đít lên luôn. Ghê giờ yêu nhau trời luôn hả? Bây giờ tụi nó yêu nhau rồi đó. Tụi mày qua chúc mừng hay là làm gì đây? Thôi. Tụi tao biết là mày không cần mày chỉ mày. Vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Tạm biệt. Ờ, vậy cũng kêu tao ra nữa. Thằng khùng mày. Đi coi tiếp. Ví dụ có không khai cho ai biết luôn ta. Đi coi. Tụi nó đâu ta? Ui. Kìa tụi nó kìa. Ủa? Không có trong nhà. Sao không có trong nhà? Ui, nó cắm chạy.
Qua đây, chú My, đây. Baby ơi, ăn cái này hào ngon lắm đó. Kim hả? Thôi, tôi ăn bắn được rồi. Trời ơi, cuộc sống tôi lúc trước là màu đen, bây giờ có bà vào, cuộc sống tôi trở thành màu hồng rồi. Giùm My bản năng hắc ám cũng là màu đen nha, nhưng mà từ lúc mà Baby xuất hiện nó đã trở thành màu hồng, trời ơi, màu hồng tình yêu. Ồ, cảm ơn nhiều. Thôi, hôm nay cắm trại nghe xong rồi, tôi sẽ dẫn bà đi chơi nhiều thứ khác nữa. Trời ơi. Mấy cái đó nha. Ôi, này ăn cơm chó nhức đầu quá. Nhưng bây giờ tôi đi đi gì. Trời ơi, đợi chừng nào nó hết cơm chó thì mình quay lại. Trời ơi, cái này đúng là cây cung thần tình yêu đó, xịn thiệt ha. Bắn phát hai người yêu nhau liền luôn. Một phát hai người cùng yêu nhau dữ vậy. Mà yêu nhau này lạ lắm, yêu nhau mình chưa có làm quen được đúng không? Đúng rồi đó. Ờ lạ đúng không các bạn. Bây giờ yêu nhau thành hai người ngọt ngào chưa? Ờ ghê quá, thấy ghê luôn á. Bây giờ ai đó kìa, trả cái cung đây, lẹ lên. Lại là cái thằng thần con bích, mày biết bay vậy, mày cứ mày đáp xuống ngu vậy. Mày bay được không, mày bay được không? Trời ơi. Đưa cái cung đây, cái cung đâu, lại lẹ lên. Bắn rồi mà nó vẫn còn lại hai mũi tên, không hiểu luôn. Nguyên một ngày hôm qua hai đứa mày có bắn linh tinh gì không á? Không, tụi tao bắn hai con hai con cù yêu nhau thôi à. Hai con cù á, được vậy, được á. Đừng bắn. Cho nó phó giống rồi, không có gì hết á. Thôi được rồi, vậy thôi tao đi đây. Tạm biệt. Ok, bye bye, cảm ơn nhiều nha anh cô Bích. Nhớ mốt đừng đi ăn trộm nha mày. À, không có ăn trộm nha. Mày quá. Mày quá, tụi mình đã bắn đi nha. Mày đã hát mà Nhưng My, mày đã hát mọi người ơi. Bà tình cũng dài rồi, lần sau để mình đúng rồi tụi nó sẽ mình theo dõi tiếp nữa. Đúng rồi đó. Còn bây giờ thì bye bye. Vì tập quá dài rồi. Xí bà la.